một làn da sáng mịn không còn dấu vết của nám chàm là điều mong ước của hầu hết phái đẹp. Với công nghệ đột phá năm 2016 của Tân Ninh 4G Helios 3 giúp đánh bật những chân nám chàm, kể cả những chân nám sâu, an toàn tuyệt đối, không để lại sẹo, đem lại một làn da trắng mịn, tươi trẻ. Đặc trị nám chàm bằng máy Tân Ninh Helios là ứng dụng vượt trội trong phương pháp điều trị nám chàm da. Tân Ninh 4G Helios 3 là phiên bản mới nhất của Laser ND AEG Switcher đạt chứng chỉ KFDA. An toàn hiệu quả, không gây tổn thương, khuếch tán tuyệt đối với các mô lành xung quanh. Ngoài ra, điều trị nám chàm được xem là tiêu chuẩn vàng trong điều trị nám, sẽ phát huy có chọn lọc các tế bào hắc tố melanin dư thừa và giảm thiểu sự khuếch tán nhiệt độ với các mô lành xung quanh. Thời gian điều trị sẽ được rút ngắn trong một lần điều trị, đặc biệt với làn da tàn nhang, đốm nâu sau một lần điều trị, hiệu quả tới 95%, còn đối với làn da nám đốm mảng sau một liệu trình điều trị đạt tới 99%. Trước đây tôi bị nám rất nhiều ở hai bên gò má, sau khi trị liệu bằng máy công nghệ cao tại Thẩm mỹ viện Thu Lâm. Với 5 lần điều trị, các vết nám của tôi cải thiện rõ rệt. Tôi rất hài lòng khi điều trị tại Thu Lâm. Đến với Thu Lâm Beauty and Spa, quý khách sẽ được tận hưởng công nghệ làm đẹp hiện đại với phong cách chăm sóc chuyên nghiệp và tin cậy. Thu Lâm Beauty and Spa, cơ sở 1, 40A Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cơ sở 2, số 80-90A Trần Duy Hưng, Hà Nội. Thu Lâm Beauty and Spa, mang tới ước mơ trẻ đẹp mỗi ngày.